Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài số phức trong chương trình đại số 12. Trước khi vào bài giảng hôm nay, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện ngắn về nguồn gốc số phức. Tất nhiên rằng câu chuyện này thì chúng ta cũng lưu ý nó có thể là nó chưa được xác thực nhưng mà tôi cũng tìm hiểu được thì cũng xin chia sẻ cùng các bạn nhà toán học Nicolo Fontana 1499 1557 sống tại công quốc Venezuela nay là một thành phố của Ý với biệt danh là Tataglia Vào ngày 22 tháng 2 năm 1535 các nhà toán học với những người hâm mộ ở nhiều nước châu Âu đã kéo về thành phố Milan để dự một cuộc thi giải các bài toán phương trình bậc ba. Đấy. Đấy. là một cuộc thách đấu và mỗi bên sẽ ra cho đối phương 30 phương trình bậc ba khác nhau để giải trong 2 giờ. À, một bên là Tataglia và một bên là nhóm các học trò của Dan Ferro. Thế thì Uh, Tantaglia đã nắm vững một bí quyết của chính mình tạo ra để giải phương trình bậc ba và vì vậy ông đã tuyệt đối đối thắng với tỷ số 30 mươi không. Người lại là một người bạn rất thân với Cardano. Cardano thì chúng ta đã biết rồi, uh, ông rất nổi tiếng về cái phương pháp giải phương trình bậc 3 Và sau này Chúng ta cũng chỉ biết đến cái tên Cardano Chứ chúng ta rất ít khi Biết đến Tartaglia Đúng không ạ Và Cardano đã Nhiều lần Thuyết phục Tartaglia Để chia sẻ bí mật của mình Và cuối cùng Thì Cardano đã được Tartaglia Chia sẻ Tuy nhiên với một lời hứa danh dự rằng là sẽ không công bố cái cách giải này cho bất kỳ ai. Tuy nhiên rằng, Cardano đã công bố cách giải trong một cuốn sách của mình. Mặc dù là Cardano có nêu trong lời nói đầu của cuốn sách rằng là cách giải này là của Tartaglia, thế nhưng mà sau này và ngay kể cả thầy bây giờ, thì các nhà toán học vẫn chỉ nhớ đến cái tên Cardano mà thôi. Đấy. Thế như vậy thì Tartaglia tất nhiên là sẽ rất là tổn thương bởi vì một lời hứa của người bạn. Đúng không ạ? Và với lời hứa đấy mà không thực hiện nên ông đã quyết trí thách đấu một lần nữa đối với học trò của Cardano về việc giải phương trình bậc 4. Tuy nhiên rằng trong cái cuộc thách đấu lần thứ hai thì Tartaglia đã thua. Và đến tận bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp giải phương trình bậc 3 mà chúng ta biết đến cũng vẫn là phương pháp Cardano và hầu như trong giới khoa học cũng như là những người học thông thường thì cũng không được biết nhiều đến Tartaglia. Đấy. Và cái bí quyết để giải phương trình bậc 3 là ở đâu? Chính là nhờ vào số phức. Thế thì đây là một cách uh, tiếp cận Hay nói cách khác Đây là một cách nêu lên giải thuyết Nguồn gốc của số phức Một cái hướng thứ hai mà hôm trước chúng ta cũng đã Nếu như chúng ta đã xem Thì cũng biết uh, Song Minh cũng đã có một cái bài giảng Về số phức và cũng nêu ra Cái nguồn gốc Và tôi thì tôi cũng thích Về cách tiếp cận Từ phương diện hình học bởi vì đây chính là câu trả lời cho cái ứng dụng của số phức tuy nhiên rằng khi cái nguồn gốc hay nói khác là cái cách tiếp cận bằng hình học thì chúng ta sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong phần bài học bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài về khái niệm số phức thì trong sách giáo khoa chúng ta đã có người ta nêu rất rõ dạng của số phức là dạng một biểu thức a cộng bi trong đó ab là các số thực và y bình phương bằng trừ một tất nhiên rằng đột một cái cứ bảo y bình phương bằng trừ một y bình phương bằng trừ một tại sao nói như thế thì chút nữa tôi sẽ nói ở cái phần cuối cùng của bài đúng không ạ và chúng ta cứ chấp nhận đi chấp nhận cái dạng của nó là z bằng a cộng bi và ký hiệu số phức thông thường thì người ta sẽ ký hiệu bằng chữ z đấy và trong đó thì chúng ta xin phân tôi xin phân tích là trong cái a bi này thì những cái này nó là những cái gì thì a b nó là các số thực y nó là đơn vị ảo nhớ như tôi sau này gọi là đơn vị ảo và a được gọi là phần thực b được gọi là phần ảo đấy thế thì cái gì dính với y nó là phần ảo cái gì đứng một mình nó là phần thực và chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta liên tưởng đến một cái nhị thức đối với y nếu như chúng ta nhìn dưới góc độ đại số đúng chưa và y thì được gọi là đơn vị ảo và chú ý rằng y bình phương bằng trừ một đấy là một trong những cái mấu chốt của khái niệm số phức hay nói khác là dạng số phức thế thì chúng ta đặt ra khi mà AB là số thực thì chúng ta thấy rằng có trường hợp đặc biệt là A bằng 0 A bằng 0 thì lúc này Z chỉ bằng BI thôi và lúc này nó không có phần thực nữa nên số phức Z được gọi là số thuần ảo thế còn khi B bằng 0 thì sao D bằng 0 thì trong cái Z này nó không còn Y nữa nên lúc này được gọi là số thuần thực đấy thế là chúng ta hiểu được cái cái đơn giản về cái cấu trúc của một số phức và, và tập hợp các số phức thì người ta ký hiệu là C và như vậy thì chúng ta đặt ra những câu hỏi rằng vậy một số thực có là số phức hay không có một số thực bất kỳ luôn là số thuần nào. Như vậy tập hợp C sẽ là tập hợp chứa tập R. Đấy, chúng ta lưu ý cho tôi về cái 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 số phức như vậy. À, thì khi biết về số phức mà như tôi vừa nói lúc trước là chúng ta tiếp cận nó trên phương diện hình học thì tôi sẽ nêu cái ý cái nghĩa hình học trước của nó sau đó rồi mới đến những cái khác. Đấy. Thế và ở đây Chúng ta thấy rằng hai số phức bằng nhau thì nghĩa là thế nào? Nghĩa là phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo. Cái chỗ này tôi chỉ cung cấp nguyên bản trong sách giáo khoa, thế còn tí nữa tôi sẽ giải thích ở ngay trong cái phần uh, biểu diễn số phức. Cái biểu diễn hình học số phức này rất hay. Bây giờ tôi cho một uh, cái uh, hình vẽ trên hệ trục tọa độ này. Một điểm M uh, có hoành độ là a và tung độ là b thế thì điểm m này liên quan gì đến số phức thì thực tế rằng điểm m sẽ là gì là biểu diễn của số phức dạng z bằng a cộng bi như vậy thì phần thực chính là hoành độ và phần ảo chính là tung độ và chúng ta bắt đầu nhìn vào đây ta sẽ thấy rằng tọa độ ab của điểm m cũng chính là tọa độ vector om Đấy. Và từ cái biểu diễn như thế này thì sau này chúng ta sẽ thấy được một cái rất hay về những cái ứng dụng của số phức. Đầu tiên thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy thế này thôi. Và sau đấy thì chúng ta sẽ phát triển dựa trên cái biểu diễn hình học. Đó. Ta sang phần thứ ba là dạng lượng giác của số phức. Thì tôi sẽ nhìn trên phương diện hình học bây giờ chúng ta để ý cho tôi về biểu diễn của một số phức, đấy, biểu diễn của một số phức ở dưới dạng a cộng b, thì chúng ta thấy nhỉ, một điểm m, nó sẽ có một hoành độ, một tung độ và cái độ dài vectơ om, rồi góc tạo bởi vector om và ux đấy thì chúng ta sẽ thấy hai cái một anh là r một anh là phi như vậy thì m là biểu diễn của một số phức dưới dạng a cộng bi đúng không nhưng đồng thời là m cũng có thể biểu diễn dưới dạng là r nhân cốt phi cộng y nhân sin phi dựa theo cái việc ở đây chúng ta lại nếu như chúng ta lấy như thế này lấy tăng phi bằng B trên A Đây B là cái đoạn, độ dài đoạn này Độ dài đại số Và A là đoạn này Đúng không ạ? Đấy Hay nói cách khác là bây giờ chúng ta có A bình phương cộng B bình phương bằng R Đúng chưa? Vẫn là cái điểm M như thế này thôi Thế nên dạng lượng giác của nó là R Nhân cốt phi cộng y sin phi Trong đó R là cái gì? Thì như tôi vừa nói Đấy, R chính bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương vì đây là một tam giác vuông pythagore thôi đúng không ạ và như vậy thì người ta định nghĩa rằng cái r này là mô đun của số phức z đấy và sau này chúng ta cũng lưu ý cho tôi về ký hiệu mô đun thì tôi cũng xin nói mở rộng thêm một chút ký hiệu mô đun nó là hai cái dấu gạch đứng nếu như bạn nào sau này học đến cao hơn trung học phổ thông thì các bạn sẽ thấy cái ký hiệu này thường dùng. Chúng ta thấy nhiều rồi, với số thực cũng có ký hiệu này và người ta gọi là giá trị tuyệt đối. Với vector cũng có ký hiệu này, nó là độ dài vector. Với tập hợp cũng có ký hiệu này, nó là số các phần tử. Vậy thì cái ký hiệu này, module, nó là một ký hiệu tổng quát cho tất cả những cái gì thuộc về khoảng cách. Chúng ta hình dung trong đầu như thế, còn nói chính xác bằng ngôn từ khoa học thì phải uh, nghiên cứu để mà tìm hiểu rồi nói cho nó chính xác. Nhưng tôi mô tả cho các bạn thấy rằng cái ký hiệu đun này, này nó chính là hình thành nên cái khoảng cách. Bởi vì giá trị tuyệt đối của một số thực thì cũng chỉ là gì? Chỉ là độ dài hay nói khác là khoảng cách từ một điểm đến điểm điểm gốc tọa độ đến điểm biểu diễn của điểm ấy. Đấy gọi là độ dài đại số thôi có gì đâu. Đúng không ạ? Đấy, hay là số phần tử thì cũng chính là nói đến kích thước thôi. Số phần tử của một tập hợp cũng chỉ là kích thước thôi. Và vectơ nó lại là độ dài vectơ và cụ thể ở đây chúng ta thấy rằng đối với điểm M và điểm O, O là gốc tọa độ, M là điểm biểu diễn số phức Z thì đương nhiên M cũng chính là độ dài vector om đây thôi và chính là r đấy thì lưu ý sau này khi chúng ta gặp cái ký hiệu hai dấu gạch đứng và một đối tượng ở giữa này thì chúng ta hiểu rằng nó là uh, nó đến nói đến kích thước của một cái đối tượng nào đấy kể cả như định thức cấp 2 chúng ta thấy nó cũng chính là kích thước đấy thôi ạ à. nên sau này khi chúng ta học kỹ hơn về vấn đề ấy thì chúng ta sẽ thấy đấy là cái r thế cần cái phi này là cái gì thì phi này để chúng ta thấy rằng sin phi chính là bằng b trên r. Cốt phi bằng a trên r. Và cái phi sẽ được gọi là argument. Đấy, phi được gọi là argument của số phức z. Và sau này chúng ta sẽ sử dụng những cái khái niệm hay nói khác là các cái thông số có thể là a, b, có thể là r, phi cho số phức. Tùy vào bài toán, chúng ta sử dụng linh hoạt. À, có những bài thì chúng ta sử dụng với dạng à, lượng giác, có những bài thì chúng ta sử dụng với dạng đại số. Và trên hai phương diện, chúng ta đều có những cái thao tác hợp lý của chính mình. Đấy. Thì về dạng lượng giác số phức thì tôi cũng nêu sơ qua như vậy để chúng ta hiểu và tại sao tôi lại trình bày nó ngược với sách giáo khoa bởi vì khi chúng ta tìm hiểu về số phức thì chúng ta cần tìm hiểu những cái cơ bản nhất đã và sau đấy thì chúng ta sẽ đưa đến được cái cuối cùng và cũng như lúc nãy tôi nói ở cái phần khái niệm thì hai số phức bằng nhau thì phần thực bằng phần thực ạ phần nào bằng phần nào hay nói cái khác là điểm biểu diễn của chúng trùng nhau chung nhau thì đương nhiên r và phi là phải bằng nhau đúng không ạ đấy thì đấy là cái dạng lượng giác thế khi nói đến số phức thì chúng ta cũng giống như một cái hệ các loại số khác hay các đối tượng khác thì chúng ta nghiên cứu đến các phép toán và đầu tiên là phép cộng phép trừ. Thế thì dưới dạng đại số như thế này. Chúng ta nhìn Z1, Z2 thì chúng ta sẽ thấy rằng coi nó như một cái nhị thức đối với y thì chúng ta cộng bình thường, trừ bình thường. Cộng xuống cái thằng nào có y thì chúng ta nhóm nó vào một nhóm và không có y ta nhóm nó vào một nhóm và cộng bình thường. Như vậy thì phép cộng rất đơn giản với một quy tắc là A1 cộng A2 cộng B1 cộng B2 nhân Y Để chúng ta cộng thẳng xuống là đơn giản thôi không vấn đề Hay phép trừ cũng vậy Đấy Thế thì để làm các cái bài toán mà thao tác phép cộng trừ đối với số phức Thì hoàn toàn là quá nhẹ nhàng và đơn giản Chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy thôi Thế nên lưu ý các bạn rằng là trong các phép toán đối với số phức thì chúng ta làm nó rất là bình thường thế còn à, à, đối với phép cộng thì chúng ta để ý như này anh z1 z2 đảo vị trí đi thì không sao cả thoải mái đúng không a1 cộng a2 a2 cộng a1 cũng thế b1 cộng b2 hay b2 cộng b1 cũng thế và như vậy thì phép cộng có tính chất giao hoàn đúng không ạ Đấy Đây là ở tiếp cận trên phương diện đại số Thế trên phương diện hình học Thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào Đấy. Cái chú ý này thì lưu ý là tôi vừa nói rồi Đúng không ạ Bây giờ chúng ta mới xem xem trên phương diện hình học nó như thế nào nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có hai số phức Z1 bằng A1 cộng B, Z2 bằng A2 cộng B như thế này thế thì, đương nhiên sẽ có cái biểu diễn, bởi một cái, uh, hai cái điểm, m1, m2, như trên hình vẽ đây. đúng không ạ. thế bây giờ tôi mới thử, như tôi vừa nói, điểm m1, tọa độ là a1, b1, hay tọa độ a1, b1 cũng là tọa độ của vector, o, m1, m2, cũng thế. vậy thì, như vừa rồi chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy, là cái số phức tổng, z1 cộng z2 sẽ bằng cái gì? a1 cộng a2i à a1 cộng a2 cộng b1 uh, cộng b2i đúng không? Vậy thì chúng ta thấy a1 cộng a2 nó ở đâu? b1 cộng b2 nó ở đâu? Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là một cái cái phương pháp hình bình hành cộng vector Thì ta thấy rằng om1 cộng om2 sẽ bằng om và đây chính là biểu diễn của số phức a1 cộng a2 cộng B1 cộng B2i đúng chưa? Và như vậy chúng ta nhìn thấy rằng à chẳng qua trên phương diện hình học thì phép cộng nó chính là phép cộng vectơ đấy mà thôi. Đấy. Thế và à, có thể là như trong cái sách giáo khoa người ta cũng nêu khi mà chúng ta nhìn thấy như thế này thì chúng ta thấy rằng A1A2 nó đại diện cho phần thực B1, B2 nó đại diện cho phần ảo Thì cái trục UX có thể coi là trục thực Và trục UI có thể coi là trục ảo Với phép cộng như vậy Thì phép trừ nó sẽ là A1 trừ A2 B1 trừ B2 Theo như dạng đại số Thì rõ ràng một điều Phép trừ nó cũng chỉ là phép trừ vector mà thôi Đấy Trên phương diện hình học như vậy Và sau này các bạn có hoàn toàn có thể sử dụng cái ứng dụng số phức trên phương diện hình học. Sau phép cộng và phép trừ thì chúng ta tiếp cận với phép nhân. Thì trong sách giáo khoa cũng đã nêu rất rõ cái cách thức tính phép nhân Z1 nhân Z2 theo một cái công thức như thế này. A1 A2 trừ B1 B2 cộng với A1 B2 rồi cộng với A2 B1. Thế công thức này ở đâu ra? thì chúng ta thấy như thế này thực ra như tôi nói lúc trước dưới dạng đại số chúng ta cứ làm việc với z1 z2 giống như các nhị thức đối với y và chúng ta nhân đa thức bình thường nhân nhị thức bình thường sau đấy rồi chỗ nào có y bình phương ta thay bằng trừ một bởi vì đấy là trong định nghĩa số phức làm một cách mộc mạc như thế thế là chúng ta sẽ có phép nhân thôi đấy thế thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng phép nhân có các tính chất là tính chất giao hoán tính chất phân phối tính chất kết hợp giữa phép nhân phép cộng vân vân mà sách giáo khoa đã nêu thì ở đây tôi không nêu nữa các bạn phải có cái xem sách chứ không phải chỉ có nghe ở đây rồi xong rồi các bạn bảo là uh, thấy uh, thầy giảng bài mà chả thấy nêu ra đầy đủ đúng không ạ chúng ta cứ phải thực tế là vừa xem sách vừa nghe tôi ở đây tôi chỉ bổ sung những cái gì mà các bạn có thể là thấy nó chưa hiểu Đấy. Thì đối với phép nhân đơn thuần nó là như vậy Và như tôi vừa nói Tức là phép nhân Nó có tính chất giao hoàn Hai nữa là chúng ta coi nó như cái dạng đại số Thì ngay lập tức Là Nếu nhân hai số phức Hay ba số phức hay bốn số phức vân vân Chúng ta vẫn cứ nhân bình thường Và như vậy Thì rõ ràng nếu như với lũy thừa Của một số phức thì chúng ta coi dạng a cộng bi mũ n rất đơn giản dùng hết các hàng đẳng thức thoải mái dùng các hàng đẳng thức thoải mái sau đó chúng ta chú ý rằng cái y bình phương bằng trừ một này, này và ta thay vào chỗ nào có y bình phương ta thay bằng trừ một vậy y mũ bốn bằng bao nhiêu y mũ bốn bằng y bình phương rồi lại bình phương vậy thì trừ một bình phương bằng một đấy kiểu như thế y mũ năm thì sao thì bằng y mũ bốn nhân với y Vậy thì nó sẽ là bằng 1 nhân y Là bằng y Y mũ 6 thì sao Y mũ 6 lại bằng gì Y mũ 4 nhân y mũ 2 Vậy y mũ 4 bằng 1 rồi Y mũ 2 bằng chữ 1 Vậy lại bằng chữ 1 Đấy cái cách thức chúng ta phân tích nó như thế Thì chúng ta làm bài nó sẽ rất gọn Đúng không ạ Đấy tôi nói nhanh nhanh như chỗ này là như vậy Thì các bạn cũng có thể hiểu được Thế trên phương diện hình học Thì chúng ta hiểu xem là Vậy thì phép nhân nó như thế nào trên phương diện hình học thì tôi sẽ lấy chẳng hạn tôi cho một uh, số phức Z1 bằng R1 cốt phi cộng Y sin phi. Thì đây là tôi sẽ sử dụng cái dạng lượng giác để biểu diễn cái phép nhân. Thế rồi là cái R2 à, Z2 thì sẽ có cái góc thứ hai. Đây điểm M1 biểu diễn cho uh, Z1 M2 điểm biểu diễn cho Z2 đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta thử xem là vậy thì tích của Z1 và Z2 là bằng cái gì? Thì Z1 nhân Z2 chúng ta mới thấy như thế sau. Tôi sẽ làm một cái phép quay. Này, đầu tiên tôi sẽ quay M1 theo cái góc là phi cộng theta Đấy, hai góc đây. Đúng không ạ? Và tôi sẽ tịnh tiến hay nói khác, đây không phải là tình chiến mà đây là phép vị tự từ cái điểm tôi tìm được sẽ được điểm m. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được đây chính là cái tích điểm m là biểu diễn tích của m1 và m2. Và tích của hai số phức thì chúng ta thấy rằng đây nó sẽ có phần thực là r1 nhân r2, còn cái argument chính là phi cộng theta. Và trên phương diện lượng giác thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu được về công thức mòi nó có những cái rất hay trong công thức mòi đấy tất nhiên rằng tôi ở đây tôi không nói đâu các bạn sẽ phải nghiên cứu thêm tìm hiểu thêm ứng dụng của mòi nó chứng minh rất nhiều cái vấn đề của đại số đấy thì trên phương diện số phức à, hình học thì chúng ta thấy rằng tích của số phức bản chất là thực hiện liên tiếp một phép quay và một phép vị tự. Đấy như tôi vừa mô tả. Thứ nhất là phép quay. Ta có thể quay M1 rồi sau đó vị tự. Vị tự với cái tỷ lệ, tỷ số vị tự chính là mô đun của số thứ hai. Hoặc có thể quay M2 rồi là vị tự cũng vẫn ra điểm này mà thôi. Đấy, ý nghĩa của phép nhân trong hình học là như vậy. Và ja, tiếp tục đến uh, phép chia Thì trước khi phép chia Thì chúng ta thấy rằng uh, Có cái khái niệm số phức liên hợp Mà khái niệm số phức liên hợp Trong sách giáo khoa người ta cũng định nghĩa rồi Đúng không ạ? Thế thì số phức liên hợp nếu như biểu diễn trên phương diện tọa độ thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ là hai cái điểm mà uh, biểu diễn đối xứng nhau qua trục hoành bởi vì ở đây chúng ta nhìn ngay vào cái, cái cách định nghĩa này này Đấy, a cộng b thì A trừ BI là liên hợp. Ngược lại thì Z liên hợp cũng lại là và anh Z này hai anh này được gọi là liên hợp nhau thì anh này A cộng BI thì anh này là A trừ BI. Cứ như thế thôi, ta chỉ đảo dấu, hiểu trên phương diện đại số là đảo dấu. Trên phương diện đại số là đảo dấu của cái cái phần ảo. Đấy. Thế thì sau này trong các bài toán những cái bài đơn giản như trong cái đề minh họa 2020 vừa rồi thì nó cũng có đấy Không có cái gì phức tạp trong cái việc tính toán này đâu đấy, Khái niệm số phức liên hợp Vậy thì bây giờ chúng ta thử thao tác đối với Z nhân Z liên hợp bằng cái gì Thì chúng ta có phép nhân rồi Đúng không ạ Đấy Thì Z nhân Z liên hợp Thì đương nhiên chúng ta dùng hai anh này nhân với nhau hai anh nhân với nhau thì chúng ta sử dụng ngay đơn giản rằng là Uh, y bình phương bằng trừ một nữa thế là ta thay vào thì sẽ được ngay là z nhân z liên hợp bằng a bình cộng b bình a bình cộng b bình thì nó chính là gì là mô của z đem bình phương và từ đấy ta đưa ra cái số phức nghịch đảo vì z nhân z liên hợp bằng mô của z bình phương nên là một trên z nó sẽ chính bằng gì một trên mô đun bình phương của z rồi nhân với z liên hợp đấy nó đơn giản thế thôi, nó có cái gì phức tạp đâu Đúng không ạ Về chia nó xuống đây thôi mà Đây này, chúng ta chỉ cần một trên Z Đẩy Z sang đây Và đẩy cái mô đun sang bên này Là ngay, ngay lập tức được cái điều này Và người ta xây dựng phép chia Như thế nào, thì công thức phép chia Rất đơn giản, là gì Là nếu như mô đun Của Z2 khác không Chứ nếu như mô mà đun mà lại bằng không nữa Thì chia làm sao được, đúng không ạ Vậy Z1 chia Z2 chính bằng À, Z1 nhân với nghịch đảo của anh Z2 hay nói cái khác là 1 trên mô Z2 bình phương nhân Z1 nhân Z2 liên hợp và như vậy thì chúng ta cứ thực hành những cái bài toán đối với các phép cộng trừ nhân chia của số phức một cách bình thường theo những công thức mà đã được cung cấp còn tất nhiên rằng để hiểu được nó thì lại là cả một vấn đề. Đấy. Thì trước khi kết thúc bài giảng hôm nay thì tôi cũng xin giải thích cho các bạn một số vấn đề về ứng dụng của số phức, bởi vì thực ra là rất nhiều người hỏi, kể cả học trò, kể cả các bạn, nhiều bạn giáo viên cũng cứ hay hỏi tôi rằng là vậy thì số phức để làm gì? Tại sao nó lại là đưa ra mà một cách rất đơn giản thế? Ngoài cái việc là ứng dụng giải phương trình bậc 3 ra thì còn có làm được cái việc gì khác nữa không? Thế thì câu trả lời của tôi thứ nhất là về mặt đại số thì số phức là gì? Nó có thể đưa ra được căn bậc 2 của một số âm. Đối với đại số thuần túy. Bởi vì trước đây chúng ta định nghĩa về căn bậc 2 thì chỉ có căn bậc 2 của số thực dương mà thôi. Đấy Thế nhưng mà Cái đấy nó chỉ là một phần thôi Còn một phần rất lớn nữa Là ứng dụng hình học của số phức Ví dụ như trong cuộc sống thực tế này Nếu mà nói là Âm 3.000 đồng Thì chẳng ai hiểu nó là cái gì cả Nhưng tôi đi vay nợ 3.000 đồng Thì được Hiểu được ngay Đúng không ạ Đấy, nó là phần gọi là ảo Không nhìn thấy nhưng thực tế là có Đúng không ạ? Hay là ví dụ như nói âm 3 con gà Âm 5 con gà Thì không ai nó nói thế cả Đúng không ạ? Nhưng thực tế là có Đi mua hay là mượn nợ ba con gà Có Đúng không ạ? Vay nợ 5.000 đồng, 10.000 đồng Có Thì nó thực tế là có Thế mà nói tôi có âm 5.000 nghe nó vô lý quá Đúng không ạ? thì đấy là một trong những cái giải thích về cái cái đại số để mà dùng đấy thực tế là nó không thể đo được về đại lượng nhưng cũng có hiểu ý nghĩa được cái thứ hai nữa đặc biệt là như tôi vừa mới nói lúc trước ấy vì trên phương diện hình học chúng ta thấy rằng y bình phương bằng trừ một và cái phép nhân thực ra nó là phép quay và phép vị tự Vậy nên y bình phương nó chính là một phép quay. Một phép quay và đối với số phức y thì nó là phần thực bằng 0. Nên cái góc phi của nó là bằng 90 độ. Và y nhân y chính là một phép quay bằng 90 độ. Phép quay 90 độ để đưa ra từ điểm y thành trừ 1. Và cái phép quay này ứng dụng trong tích các số phức đấy. Thì khi quay tiếp Thì chúng ta lại, ví dụ như quay 180 độ Thì nó sẽ là y nhân y Đúng không ạ? Nhân y, đấy, vân vân Và những cái như vậy thì hiểu ra nó dễ hơn rất nhiều Đặc biệt là trong giải quyết các công thức lượng giác ở dưới dạng lượng giác của số phức chứng minh được rất nhiều mà như tôi nói lúc trước là dùng công thức mòi. Đấy. sau này các bạn có cơ hội các bạn sẽ tìm hiểu thêm về số phức bài giảng hôm nay tôi cũng chỉ nói cơ bản những cái vấn đề đơn giản mà sách giáo khoa cung cấp và cung cấp thêm cho các bạn một số cái dữ liệu để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sự ra đời của số phức cũng như là hiểu rõ hơn về ứng dụng của số phức trong các cái bài toán cũng như trong thực tế nghiên cứu khoa học rồi thực tế cuộc sống xin chào các bạn